Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Qua video clip này, Điệp xin gửi đến mọi người thông báo mới của USCIS, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ về việc thay đổi quy định bài thi quốc tịch Mỹ sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Chi tiết quy định thay đổi này như thế nào, xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Thông báo chính thức này của Sở Di trú đã được công bố trên trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ. Cô chú và các anh chị có thể theo dõi thông qua đường link này. Đây là thông báo của Sở Di trú công bố về bài kiểm tra công dân nhập tịch sửa đổi. Cô chú và các anh chị có thể xem trực tiếp trên website của Sở Di trú. Thông báo này được phát hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Washington, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ hôm nay đã công bố kế hoạch thực hiện một bản sửa đổi của bài kiểm tra nhập tịch. Cơ quan này lần đầu tiên công bố kế hoạch sửa bài kiểm tra công dân vào tháng 7 năm 2019. Đây là toàn bộ thông báo của Sở Di trú. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi thông báo này, Điệp xin tóm tắt nội dung của thông báo như sau. Để kiểm tra sự hiểu biết của đương đơn về lịch sử và dân sự Hoa Kỳ, phù hợp với các yêu cầu luật định, đồng thời giúp các đương đơn có thêm cơ hội tìm hiểu về Hoa Kỳ, USCIS, Sở Di trú và Nhập tịch ra thông báo về việc gia tăng các câu hỏi về kiến thức về lịch sử và chính phủ, cũng như trách nhiệm của công dân Hoa Kỳ. Thời gian áp dụng, những người nộp đơn xin nhập tịch vào hoặc sau ngày 1 tháng 12 năm 2020 sẽ làm bài kiểm tra phiên bản cập nhật mới. Áp dụng mới này không áp dụng cho những người nộp đơn trước ngày 1 tháng 12 năm 2020. Những người này sẽ làm bài kiểm tra phiên bản hiện tại. Những thay đổi mới sẽ được áp dụng như sau. Thứ nhất, bài kiểm tra sẽ không thay đổi phần trăm điểm đậu, có nghĩa là vẫn ở mức 60%. Sẽ tăng tổng câu hỏi công dân Civic Test Question từ 100 lên 128 câu. Có nghĩa là trước nay cô chú và các anh chị chỉ cần học 100 câu hỏi Civic Test, nhưng hiện nay Sở Di trú sẽ thêm 28 câu. Có nghĩa là chúng ta cần phải học tổng cộng là 128 câu hỏi. Thứ hai, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất từ 12 câu hỏi trong số 20 câu hỏi đề ra. Hiện tại chỉ cần trả lời 6 câu hỏi trên 10 câu hỏi. Nhưng theo quy định mới thì chúng ta sẽ được hỏi 20 câu hỏi và cần phải trả lời đúng 12 câu. Thứ ba, hệ thống Sở Di trú chọn ngẫu nhiên các câu hỏi kiểm tra và viên chức không dừng bài thi khi thí sinh trả lời đúng 12 câu hỏi. Họ sẽ hỏi đủ tất cả 20 câu hỏi của bài thi. Mục đích của việc này là Sở Di trú USCIS muốn thu thập dữ liệu về các nội dung kiểm tra để hỗ trợ việc nâng cấp các bản cập nhật trong tương lai. Thứ tư, viên chức USCIS Sở Di trú sẽ căn cứ vào câu trả lời đúng hoặc cách diễn đạt, thay thế có nội dung đúng với câu trả lời để công nhận đương đơn đủ điều kiện đậu. Nghĩa là cô chú và các anh chị vẫn có thể diễn giải nội dung câu trả lời bằng chính cách hành văn của cô chú và các anh chị, không nhất thiết phải trả lời chính xác câu chữ theo quy định. Thứ năm, phần kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh vẫn không đổi, có nghĩa là vẫn giữ các bài thi đọc, viết, nói tiếng Anh cơ bản. Về phần bài thi dành cho cô chú và các anh chị lớn tuổi, Sở Di trú USCIS sẽ duy trì mức quy định đạt ít nhất 6 trên tổng 10 câu hỏi đề ra đối với những người nộp đơn từ 65 tuổi trở lên và có ít nhất 20 năm tình trạng thường trú nhân hợp pháp. Và cũng tương tự như trên, viên chức USCIS sẽ hỏi đủ 10 câu hỏi cho dù các đương đơn trả lời đúng 6 câu và vẫn được chấp nhận diễn đạt thay thế có nội dung đúng với câu trả lời. Chi tiết 128 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ của Sở Di trú sẽ được Điệp cập nhật với cô chú và các anh chị ở video clip sau để mọi người thuận tiện theo dõi. Hiệp cảm ơn tất cả cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.